Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em Biên ở bên Ký Gửi Đồ Pick Up lại tiếp tục review cho mọi người chiếc nắp thùng Hilux cao không đèn mẫu của Minh Giang. Mọi người có thể xem qua bên ngoài, nhưng mà chiếc nắp thùng cơ bản còn rất ok, không có chảy xước. Hàng nguyên doanh, mặt bên trong thì bát này ngậm, nhưng mà simili trần thì không có bị rách. Nắp thì được sản xuất năm 2018, có thể simili ít vệ sinh rồi, cái này chỉ cần có thể vệ sinh lại sẽ sáng như mới, quan trọng không bị rách thì rất là ok rồi. Đó, thì đây là chiếc nắp thùng cao không đèn cho Hilux từ 2015 đến 2021. Thì bác nào mà cùng màu xám thì là tuyệt vời. Đây là tổng thể chiếc nắp thùng. Thì các mẫu nắp thùng khác mọi người có thể tham khảo trên trang web www.pickup.com. Xin cảm ơn.